Ngọc Đăng Thanh xin kính chào quý khán giả của đài truyền hình SBTN đến với bình luận đầu tuần do nhà văn Phan Nhật Nam biên soạn. Kính thưa quý vị, đầu tháng 6 năm nay, người Việt hải ngoại, cụ thể thành phần cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đã tham dự lễ tưởng niệm ngày D-Day 6 tháng 6 1944, thời điểm quân đồng minh Tây Âu với Hoa Kỳ là thành phần chủ lực quyết định đổ bộ lên bờ biển Normandy. Mở đầu chiến dịch Overlord, giải phóng Âu Châu, cuộc đổ bộ làm tiền đề cho lần thắng lợi phát xít Đức, chấm dứt Thế chiến thứ hai. Cuộc đại chiến khởi đầu từ 1 tháng 9 1939 đến 2 tháng 9 1945, kéo dài 6 năm thêm một ngày máu lửa, mà trí nhớ nhân loại toàn cầu hằng kinh sợ cho đến hôm nay qua thế kỷ 21. Thưa quý vị, nhưng có một quân đội, đội quân độc nhất của lịch sử chiến đấu thế giới gánh chịu một cuộc chiến lâu dài toàn diện cùng khắp. Cuộc chiến đấu không cân sức, đơn thân đương cự với toàn khối Cộng sản đệ tam quốc tế do Liên Xô, Trung Cộng thống lãnh chỉ huy, yểm trợ trực tiếp. Đó là quân lực Việt Nam Cộng Hòa với ngày quân lực 19 tháng 6, 1965. Bình luận đầu tuần xin được phép chứng minh từ máu xương của vạn triệu người lính Việt Nam Cộng Hòa đổ xuống trên chiến địa miền Nam. Vào mùa hè năm 1972, cách đây 47 năm, tại thị xã Quảng Trị, thành phố cực Bắc của Việt Nam Cộng Hòa, phần đất phía Nam vùng phi quân sự ngang đôi hai miền Nam Bắc đã diễn ra giai đoạn cuối của chiến dịch Xuân Hè do Bộ Tổng Quân ủy miền Bắc khởi động, mưu định dứt điểm miền Nam bằng kế hoạch tấn công cường tập kể từ 30 tháng 3, 1972, kéo dài cho đến 31 tháng Giêng năm sau. Từ tháng 3 năm 1972, 3 sư đoàn, 6 trung đoàn bộ binh, 3 trung đoàn chiến xa, 2 trung đoàn đặc công và 1 sư đoàn pháo 130 ly đã sẵn sàng có mặt nơi chiến trường Trị Thiên. Liền sau khi tổng công kích Mậu Thân 1968, nơi vùng 2, cao nguyên Trung Phần, lực lượng Cộng sản gồm có sư đoàn 320 thép và sao vàng được một trung đoàn chiến xa yểm trợ tấn công vào Tân Cảnh Đắc Tô, nơi đặt bộ chỉ huy tiền phương của sư đoàn 22 bộ binh để dần dần đánh xuống Kon Tum, Pleiku. Riêng mặt trận An Lộc, Bình Long, chiến trường chật hẹp với chiều dài đo đúng 800 thước, 500 thước bề ngang. Trên diện tích chính xác nhỏ bé này, chỉ trong đêm 11 rạng 12 tháng 5, đã phải gánh chịu 8.000 quả đạn pháo cuối của kế hoạch cường tập hỏa lực để 3 trung đoàn bộ binh Cộng sản có chiến xa dẫn đầu quyết thanh toán gọn mục tiêu. Nhưng quân dân Bình Long, An Lộc đã thủ thế đứng vững và phản công chiến thắng. Sau mùa hè 1972, đỉnh cao của cuộc chiến đấu lẫm liệt được viết nên bằng xương máu của vạn người lính tham chiến của tất cả quân dân miền Nam đã bị sụp vỡ khi quân lực Cộng Hòa bị tước đoạt vũ khí, bó tay thất trận do mưu định chính trị rút ra khỏi miền Nam từ giới cầm quyền Quốc hội Hoa Kỳ. Tuy nhiên, sau 30 tháng 4 1975, khi quân lực Cộng Hòa buông súng, thành phần dân chúng Việt Nam, dù dưới tác động xã hội giáo dục riêng biệt, thuộc những khuynh hướng chính trị khác nhau, tất cả cùng nhận ra điều khắc nghiệt. Người lính Việt Nam không còn nữa. Đối tượng bị mã lị xuyên tạc gọi là ngụy quân, tuy còn khiếm khuyết, chưa hoàn chỉnh, nhưng đã chống giữ miền Nam suốt 20 năm qua, kể từ ngày đất nước phân chia 20 tháng 7 1954. Sự chia phân cũng do tay của người Cộng sản Việt Nam thực hiện chứ không ai khác. Từ ngày 19 tháng 6 1965, nhận nhiệm vụ lịch sử trước quốc dân, quân lực Cộng Hòa đã vững chắc tay súng hiện thực cuộc chiến để mà giữ nước. Và sau 30 tháng 4 1975, vẫn hằng có những người lính Cộng Hòa, những chiến sĩ quốc gia chiến đấu trong bóng tối giữa sự chết, nơi chúng lao tù trên quê hương khổ nạn. Tinh thần chiến đấu ấy ngày hôm nay vẫn được nuôi dưỡng và tiếp tục với những thế hệ người Việt trẻ, thế hệ hậu duệ quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Sức mạnh quyết định thắng trận chính nghĩa cuối cùng. Người Việt tị nạn Cộng sản hằng nhắc nhở chờ mong. Ngọc Đăng Thanh xin kính chào quý khán giả.